Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 23 tháng 8 năm 2021 về việc ngày đầu thành phố Hồ Chí Minh siết chặt giãn cách. Lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát kiểm tra giấy thông hành gắt gao, những trường hợp không đủ điều kiện bị xử lý hoặc yêu cầu quay đầu xe. 6 giờ 30 sáng 23 tháng 8, ghi nhận tại nhiều chốt kiểm dịch COVID-19 khu vực trung tâm và vùng ven thành phố Hồ Chí Minh. Tình hình kiểm soát người đi đường khá gắt gao tại chốt giao lộ đường Phạm Văn Đồng đường 20. Phường Hiệp Bình Chánh thành phố Thủ Đức có 11 cán bộ chiến sĩ gồm cảnh sát giao thông, công an, quân sự, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố trực tại chốt để dừng xe kiểm soát. Nhóm chia làm 2 tổ nhỏ kiểm tra xe máy và xe tải, xe khách ô tô. Đại úy Lương Long Hải, chiến sĩ cảnh sát giao thông đội tuần tra dẫn đoàn thuộc phòng PC08 được phân công nhiệm vụ thống kê số liệu và thông tin tất cả những người qua chốt. Khi chiến sĩ kiểm tra giấy thông hành được Ủy ban Nhân dân thành phố, sở ngành, cơ quan, công ty cấp đủ điều kiện thì cho qua chốt và đại úy Hải là người ghi nhận lại thông tin. Đại úy Hải cho biết mục đích thống kê nhằm kiểm soát số lượng người ra đường để báo cáo. Anh cho hay trong quá trình kiểm soát thì lực lượng y, bác sĩ tại các bệnh viện có số lượng ra đường đông hơn. Tại chốt kiểm soát trên đường Quang Trung, đoạn giáp danh quận 12 và Gò Vấp có 2 chiến sĩ quân đội được bổ sung tại đây để hỗ trợ kiểm tra giấy tờ đi đường của người dân. Khoảng 20 phút có mặt, phóng viên ghi nhận có khoảng 15 người đi xe gắn máy được yêu cầu quay đầu vì không có giấy đi đường mẫu mới. Trong khi đó, tại chốt kiểm soát giao thông trên đường Nguyễn Kiệm Gò Vấp cũng xảy ra tình trạng ùn ứ nhẹ. Nhiều người tập trung tại chốt để xuất trình giấy đi đường, trong đó có khá đông người dân không đủ điều kiện qua. Bị yêu cầu quay đầu, anh Phạm Ngọc Nam, ngụ quận Gò Vấp cho biết bữa giờ tôi được cấp giấy đi đường nên qua các chốt bình thường. Nay đến chốt này lực lượng trực chốt yêu cầu phải có giấy theo mẫu mới thì được cho qua. Nhiều người cũng trong hoàn cảnh tương tự, không được qua chốt vì giấy đi đường không đủ điều kiện phải dùng mẫu mới nên tập trung khá đông tại chốt này. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19 theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh Thông tin News 24/7 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi. Hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo. Nguyễn Trọng Phương, nhân viên bệnh viện. Nguyễn Thị Kim Hồng, nhân viên bệnh viện. Tới lúc đó em đã lập thẻ rồi.